Chị và em, Cleo và Kukin, chúng ta nhảy múa và ca hát. Cleo và Kukin, chúng ta hãy chơi, cười và chơi. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chị muốn cười và chơi với em suốt cả ngày. Chơi, 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 chơi suốt cả ngày. Chậu hoa. Nếu chị làm rơi nó là chị thua. Chị cho anh bóng. Cho Leo hay cho Tete? Ở đây cho chị bóng. Bóng. Tiếp tục nha. Có em nè. Bóng. Yeah, bóng. Hãy nhìn chậu hoa xinh đẹp của em nè. Ôi không, mình đã làm bể nhà của cậu rồi hoa ơi. Cậu sẽ tha thứ cho mình chứ? Em sẽ làm gì khi cây hoa không được khỏe? Tưới nó ư? Tuyệt vời. Nhìn nguyên liệu này đi. Nó rất... Đó là nhà của nó. Ước gì cậu có thể mọc lại giống như đuôi con thằn lằn. Tất nhiên. Đúng vậy. Nhanh lên, tưới gấu trúc. Bình tưới, xẻng, mũ chống nắng. Chúng ta hãy cho cây hoa một ngôi nhà mới. Đây sẽ là nhà mới của cậu. Và nhìn những người bạn này đi. Các thợ làm vườn, tới chỗ chậu cây nào. Còn em thì tới cây hoa của em, Colistas. Chị chọn hoa hướng dương, vì nó hướng về mặt trời. Còn em, chọn hoa gì? Pinpan. Nhưng búp bê không mọc trong vườn. Chúng mọc ra ở cửa hàng. Chọn hoa đi. Nó thật tuyệt vời. Đây là một chỗ siêu ngầu. Có ánh nắng, có nước và bóng râm. Cậu có thích không? Chắc chắn rồi. Giống như sống trong một công viên giải trí, nhưng mà là của hoa. Có cả kiến nữa nè. Xin chào. Cô ấy là bạn tớ, giống như cậu. Tên cô ấy là Hoa. Phải, đó là một cái tên đẹp. Các thợ làm vườn, đến lúc trồng cây rồi. Xẻng. Hoa hướng dương. Bình tưới. Cây hoa đó thực sự rất khát nước. Nữa nhé. Xẻng. Hoa hướng dương. Bình tưới. Xẻng. Hoa hướng dương. Bình tưới. Xẻng. Hoa hướng dương. Bình tưới. Xẻng. Hoa hướng dương. Kukin. Hãy chăm sóc cậu ấy nhé. Không, đừng làm vậy. Cậu không thể ăn cánh hoa được. Em nói chuyện với kiến hả? Tuyệt quá vậy. Nhìn những bông hoa này đi. Chúng sẽ rất thơm cho mà xem. Chúng.
out. Đi nào, còn rất nhiều hoa để trồng. Làm vườn thật là tuyệt. Wow, hoa kìa, nhiều quá. Cậu có thích nhà mới không? Chúng ta chơi nào. Bóng. Tuyệt quá. Tiếp tục chơi nào. Nhất là giờ chị đã biết mình muốn làm gì khi lớn lên rồi. Một người làm vườn hoặc thợ lắp kính. Chiếc răng bay. Cookin, cookin. Bóng bàn. Sẵn sàng chứ? Bóng tới đây. Cố lên, em chỉ cần nhảy lên thôi. Cho em chơi với. Đi mà, em là siêu sao bóng bàn đấy. Miệng của em bị sao vậy? Một cái răng của em bị lung lay. Hay quá, nói sốt đi. À không, còn hay hơn, nói xúc xích đi. Ố, ếp. Chúng ta chơi được chưa? Để xem ai sẽ thắng. Răng của em. Ôi không, trông em xấu quá. Đừng lo, hãy tìm răng của em để cho tiên răng nào. Tiên gì cơ? Em đã không nuốt nó chứ? Tất nhiên, đúng vậy. Đến giờ chơi rồi, mau lên, túi gấu trúc, bàn chải, kem đánh răng, gương soi. Chị là nha sĩ Cleo, và chị sẽ tìm răng của em. Há miệng ra nào, có một con cá sấu. Miệng của em tối thui à. Răng của em không có ở đây. Polisin. Không có răng, chỉ có bữa sáng bình thường. Nếu em không nuốt nó thì chúng ta phải tìm ra nó. Thank you.
Em thích phòng khám răng của chị chứ. Nhưng em chưa đánh răng, miệng của em hôi như vớ cũ vậy. Nhưng đó là một viên sỏi để lắp vào chỗ trống. Đó không phải là răng, là bã kẹo cao su. Thôi nào, làm nha sĩ thật tuyệt. Tìm thấy rồi, tìm thấy rồi. Răng. Em tìm thấy rồi. Cuối cùng thì tiên răng có thể đến. Tiên răng. Phải, với đôi cánh giống như con bướm đêm ấy. Ôi, con bướm đêm sẽ đến gặp em ư? Nếu em để răng dưới gối thì ngày mai sẽ có một món quà. Quà? Bướm đêm. Em hy vọng nó không dùng chân chạm vào em. Tiên răng mang quà đến mà. Quà. Quà. Em sẽ nhận quà ư? Em sẽ đi ngủ đây. Nhưng vẫn là ban ngày và chị sẽ làm bà tiên răng sợ đấy. Chúc ngủ ngon. Chị nghĩ chúng ta đã mang lại nụ cười cho em ấy. Giờ chị biết lớn lên chị sẽ làm gì rồi? Một nha sĩ.